Dưới mặt hồ này là hàng ngàn con ba ba đang độ phát triển và sinh sản. Cách đó không xa là một khu nhà trồng hơn 80.000 phôi nấm linh chi. Tất cả đều là những sản phẩm của anh Nguyễn Thành Vũ, 37 tuổi, một cử nhân công nghệ thông tin ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tốt nghiệp Đại học Quảng Nam năm 2005 với chuyên ngành công nghệ thông tin, anh Nguyễn Thành Vũ trải qua nhiều công việc từ khởi nghiệp công nghệ cao đến làm ở lĩnh vực xây dựng trước khi quyết định về quê phát triển kinh tế. Cuối năm 2017, anh vay mượn rồi mở trang trại chăn nuôi kết hợp trên mảnh đất gần 9.000m2 của gia đình. Ban đầu, anh nuôi cá lóc ba ba thương phẩm và nuôi heo rừng lai theo hướng thả vườn. Tuy nhiên, anh gặp thất bại ngay trong lần đầu thử sức, thua lỗ hơn 200 triệu đồng do thời tiết khắc nghiệt, thiếu kinh nghiệm chăn nuôi. Mà đặc biệt có thời tiết nắng nóng như ở sát cái vùng biển Tam Quang này, hoặc là vùng mưa thì cái lượng gió hơi lạnh nó độ ẩm nó rất là cao, nên cái tốc độ phát triển của ba ba nó không đều, mùa mưa thì nó rất nhanh, còn mùa nắng thì rất là chậm. Sau thất bại đầu tiên, anh Vũ tập trung vào nuôi ba ba thương phẩm. Bây giờ, bao hồ nuôi ba ba của anh Vũ đã có diện tích mặt nước khoảng 300m2 với gần 2.500 con, trong đó có 300 con đang thời kỳ sinh sản. Muốn xuất bán, ba ba phải đạt trọng lượng từ 0,8 đến 1kg, tức là phải nuôi từ 12 đến 15 tháng, với giá bán ra thị trường là 260.000 đến 280.000 đồng 1kg ba ba. Mỗi năm anh Vũ thu về hơn 100 triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí. Ngoài ba ba, anh Vũ còn phát triển thêm mô hình trồng nấm linh chi. Hiện nay anh có trang trại nấm gần 1.000m2 với 80.000 phôi mỗi đợt trồng. Nấm linh chi này á, là nó khó cái là cái dòng này của viện di truyền nó phát triển từ phía ngoài Bắc, ở núi Ba Vì. Nên đòi hỏi nhiệt độ phải thấp, phải dưới 32 độ C và độ ẩm nó luôn luôn phải đạt trên 80%. Như vậy nấm nó có thể phát triển cái tai nấm được to. Và độ dài của nó đạt cái độ dài khoảng từ là 0,5cm trở lên. Thì khi đó nó mới đạt tiêu chuẩn của nấm. Mỗi năm, anh Vũ xuất bán khoảng 2 tấn nấm khô, giá từ 700.000 đến 1.200.000 đồng 1kg, thu về hơn 1,2 tỷ đồng. Anh còn tận dụng phôi thải của nấm linh chi đỏ, nuôi chuồn quế, làm thức ăn cho ba ba và làm nấm rơm để tăng thu nhập.